Hello mọi người, mình là Sobe đây. Trong video clip này, mình sẽ nói về một vấn đề, đó là mỗi ngày trước khi đi ngủ, chúng ta nên làm gì ở trong game Rise of Kingdom để ad của các bạn có thể phát triển một cách tối ưu nhất nha. Mỗi ngày trước khi đi ngủ thì mình sẽ nhìn vào cái thanh AB này của mình. Ví dụ mình chọn cái mốc thời gian ngủ của các bạn là tầm 10 giờ cho đến 10 giờ rưỡi tối đi. Thì trước khi ngủ á, chắc chắn là mình sẽ phải xả AB rồi. Tuy nhiên á, cái việc xả AB này các bạn cũng phải lưu ý một cái vấn đề. Không phải lúc nào trước khi đi ngủ cũng xả hết AB free đâu nha. Mình sẽ coi ở chỗ này nè, nó có ghi cái thời gian khôi phục toàn bộ. Ở đây nó ghi là còn 4 tiếng. Đây là cái khoảng thời gian cần thiết để cho cái bình AB free này của mình nó sẽ đầy lên là 1600 trên 1600. Sau khi mình check cái thời gian ở đây xong rồi á, thì mình sẽ vô trong cái event nè. Mình check đại một cái event nào đó nó có thời gian. Thì ở đây mình thấy được là 7 tiếng 56 phút là nó sẽ qua ngày mới. Chưa hết, mình sẽ vô trong cái lịch trình sự kiện để mình xem coi là những ngày tiếp theo nó sẽ có những cái event gì. Nếu như mà ngày mai có một cái event nào nó liên quan tới dùng AB hoặc là cần dùng AB để thực hiện cái event đó. Ví dụ như ngày mai có event dự trữ chiến lược, đánh mang rợ sẽ nhận được hộp. Hoặc là ví dụ ngày mai có event đầu tư 7k game, khi các bạn dùng AB free đánh mang rợ các bạn cũng sẽ được những cái hộp của cái event đó. Thế thì bây giờ á, mình sẽ xả vừa vừa thôi. Mình sẽ canh sao cho là cái thời gian này nè, cái thời gian khôi phục á, nó bằng với lại cái thời gian của một trong số những cái event ở đây. Làm sao cho ngày mai đúng 7 giờ sáng giờ Việt Nam, tức là lúc 0 giờ UTC á, mình canh cho đúng lúc đó là cái thanh AB của mình á, nó vừa đúng đầy nguyên cây luôn. Nếu như mà ngày mai không có cái event nào cần dùng tới AB thì thôi, tối hôm đó các bạn xả sạch hết AB cũng được, không sao cả. Và khi các bạn xả AB á, các bạn cũng phải nhớ check xem là cái bình 500 điểm này nè, cái bình này là bình free, mỗi ngày nó sẽ cho các bạn, nhớ nhận cái bình này nha. Những hôm nào có thời gian á, thì kéo mang rợ, còn hôm nào không có thời gian á, thì kéo năm đạo xả AB cho lẹ. Không biết là có hôm nào còn nhớ đợt mình đua thiên đỉnh skin nhà huyền thoại Babylon không? Đợt đó mình có quá trời tăng tốc 1 phút 5 phút luôn đó, bấm trên lính mỏi cả tay luôn. Vì khi mình đặt mục tiêu đua event thiên đỉnh là trước đó khoảng vài tháng là mình đã kéo mang rợ mỗi ngày rồi, cộng với lại những cái tăng tốc mà mình đã tích trữ từ trước nữa, cho nên là những cái tăng tốc 1 phút 5 phút của mình mới nhiều như vậy đó. Cái vấn đề tiếp theo cần lưu ý trước khi đi ngủ đó là đa số mỗi người chơi đều có 5 đạo quân. Ai có điều kiện vô trong KVK mùi chinh phạt thì sẽ có 6 đạo 7 đạo. Còn ai mới chơi á, nhà chính chưa lên level cao thì sẽ có ít đạo hơn. Nhưng mà các bạn chơi một thời gian thì cũng unlock được 5 đạo thôi. Cho nên mình lấy ví dụ là mình có 5 đạo quân đi nha. Thì trước khi đi ngủ á, thì chắc chắn là mình sẽ cho một đạo quân đi xây cờ. Không biết hôm nay nó có xây hay không. Rồi vậy là không xây cờ rồi. Thường á, mỗi ngày là liên minh của mình sẽ xây một cái cờ. Rồi ở trên nó có ghi biểu thị là một lính. Thì các bạn đem một đạo quân, một lính thôi, đem đi xây cờ hoặc là xây pháo đài, cho nó xây từ tối cho đến sáng hôm sau khoảng 6-7 giờ sáng gì đó, thì kiểu gì các bạn cũng sẽ nhận được mát 20 cao su. Và các bạn nhớ kéo nó về nhà trước 7 giờ sáng nha. Mỗi ngày các bạn nhận được 20 cao su từ việc xây cờ một lính, xong rồi cộng theo ông nào đã mát skill con Athe Flat rồi á, thì mua chọc Athe để đổi su, rồi donate trong tech liên minh, đánh Osiris thì kiểu gì cũng kiếm được rất là nhiều xu. Những cái xu bạc này nó rất là quý, các bạn cứ tích trữ càng nhiều càng tốt, và nó không bao giờ mất đi đâu. Dù cho các bạn có nhảy sang một cái liên minh khác thì cái xu bạc này nè nó vẫn không có bị mất. Cho nên các bạn cứ tích ở đó, sau này may mắn nếu như các bạn kiếm được Kingdom chết thì các bạn sẽ mua vé hộ chiếu để bay sang một cái Kingdom chết để chơi một thời gian, lên đủ tướng đủ trang bị rồi thì lại bay sang lại KVK2 để chơi. Đảm bảo khi các bạn bay về KVK2, KVK3 chơi, cảm giác sẽ phơi hơn rất là nhiều luôn. Tất nhiên là khi các bạn kiếm Kingdom chết á, thì các bạn cũng phải có quan hệ một chút xíu, thì các bạn mới có thể dễ kiếm, với lại người ta mới chi quà cho các bạn được. Còn nếu như các bạn không có quan hệ gì hết, thì sẽ rất là khó người ta chi lợi ích cho các bạn. Vấn đề chơi Kingdom chết ưu nhược điểm như thế nào thì mình đã có làm video clip rồi, các bạn có thể tham khảo ở trong kênh của mình. Bô càng thấp thì cái số lượng vé hộ chiếu các bạn cần tiêu tốn sẽ càng ít, cho nên là các bạn nên tận dụng lúc bô của các bạn còn thấp, tranh thủ mà bay qua bay lại nhé. Những cái xu bạc này nè, các bạn chỉ nên dùng để mua hộ chiếu thôi, không có mua gì khác nữa nha. Bí bách lắm thì các bạn mới mua những cái khác thôi, còn lại là các bạn cứ mua hết tất cả cho hộ chiếu.
Ông nào hơn lúc mới bắt đầu chơi, chúng ngay cái kingdom nó tự động chết sau 1-2 lần KVK thì khỏe re. Cứ ở im ở đấy chơi tiếp đi, khoan bay đã. Một thời gian sau các bạn mạnh rồi, các bạn sắm đủ tướng, đủ tượng, đủ trang bị đồ này nọ hết rồi, thì lúc đó các bạn hãy bay. Tại vì game này chơi lâu dài mà, không phải chỉ chơi 6 tháng 1 năm đâu. Ông nào càng kiên trì thì càng lợi, càng chơi lâu thì càng ngon. Rồi, ở trong 5 đạo quân của mình là mình đã dùng một đạo đi xây cờ kiếm xu bạc rồi nha. Xong rồi mình sẽ dùng tiếp một đạo quân đi farm cái mỏ liên minh. Mỏ liên minh là cái mỏ này nè các bạn. Đó, đây là cái mỏ liên minh. Đối với những kingdom còn mới thì người ta sẽ xây những cái mỏ liên minh của lúa, gỗ, đá nữa. Nhưng mà đối với những kingdom càng về sau thì người ta chỉ xây vàng thôi. Tại vì đa số là lên T5 hết rồi thì sẽ thiếu vàng rất là nhiều. Thì chắc chắn là mình sẽ dùng một đạo quân để cho vô chỗ này, cho nó farm từ tối cho đến sáng hôm sau luôn. Khi mà các bạn cho một đạo quân đi farm cái mỏ liên minh này thì các bạn phải check xem là cái kho dự trữ này nè, nó còn nhiều hay không. Ví dụ như chỗ này là 59 triệu thì ok. Nếu như cái số lượng kho dự trữ ở đây mà nó còn ít quá, còn khoảng 2-3 triệu hay là 5-6 triệu gì đó, thì thôi, các bạn đừng có farm nữa. Các bạn cho cái đạo quân đó đi farm những cái mỏ tài nguyên ở trên bản đồ cũng được rồi. Đa số đối với những cái mỏ liên minh thì mình hay dùng con Chuan kẹp với lại con Sentok. Tại vì con Chuan là nó có thưởng tốc độ thu gom của tất cả các loại tài nguyên luôn, tăng lên 25%. Còn con Sentok này thì skill cuối của nó sẽ cộng thêm 10% tài nguyên nữa. Cho nên cái cặp này rất là tốt và mình rất là hay dùng ở trong những cái farm mỏ liên minh. Còn đối với những cái mỏ liên minh lúa, gỗ, đá thì các bạn cứ để ý thôi. Mỏ đá thì các bạn có thể dùng con Leopatra nè, Mantida nè. Mỏ lúa thì các bạn có thể dùng Ishida nè. Gỗ thì các bạn có thể dùng con Santin nè. Còn vàng thì chắc chắn là dùng con Sentok rồi. Mà các bạn đừng có lo, hệ thống nó cũng sẽ tự biết chọn con tướng thích hợp à. Các bạn cứ để ý thêm xíu, nếu như mà cái hệ thống nó chọn sai thì các bạn chỉnh lại thôi. Vậy là mình đã dùng hết 2 trong số 5 đạo quân rồi nha. Còn 3 đạo quân nữa. 3 đạo quân còn lại mình sẽ cho đi farm tài nguyên trên bản đồ. Khi các bạn farm tài nguyên trên bản đồ thì các bạn nên chọn mỏ level cao nhất mà farm. Đi xa 5 phút, 7 phút, 10 phút cũng được. Cứ chọn cái mỏ level cao nhất mà farm. Thấy thiếu cái gì thì farm cái đó. Ở map thường thì level mỏ cao nhất là mỏ 6. Còn ở trong map KVK thì nó lên tới level 9 lần. Trong KVK thì khi farm các bạn cẩn thận farm ở zone an toàn thôi. Không là sẽ bị móc mỏ sắp mặt luôn nha. Ở map thường thì các bạn có thể kill R4 hoặc là R5 dùng cái skill này nè, quà tặng thiên nhiên. Cái skill này nó có thể gọi những cái mỏ tài nguyên cấp độ 7 lần. Và skill này thì không thể sử dụng ở trong vương quốc đã mất nha. Trước khi đi ngủ mà R4, R5 của các bạn đã sử dụng cái skill này rồi thì các bạn cứ cho đạo quân của các bạn vô farm 3 cái mỏ cấp độ 7, rồi các bạn yên tâm đi ngủ. Đối với những ông nào tuổi cao già yếu hay tiểu đêm thì nửa đêm thức dậy đi tiểu làm thêm một turn đi farm mỏ level cao nhất nữa là đẹp rồi. Còn không thì các bạn cứ ngủ tới sáng cũng được rồi, không cần thiết phải farm thêm một turn làm gì. Cái thứ ba cần lưu ý trước khi đi ngủ đó là check cái phần donate của liên minh. Ví dụ các bạn muốn đua top hạng cống hiến liên minh vào ngày mai đi, thì tối nay khoảng tầm 9 giờ rưỡi, 10 giờ gì đó là các bạn ngừng, không donate nữa. Cho nó tích 20 lần cho tới sáng ngày mai, sau đó các bạn dùng 20 lần đó cống hiến vào ngày mai. Tương tự các bạn muốn đua top hạng cống hiến liên minh theo tuần thì tối chủ nhật 10 giờ là các bạn không có donate nữa, các bạn cứ để dành 20 lượt đó cho cái tuần sau. Đợi đến khi sáng thứ hai 7 giờ sáng, lúc đó các bạn mới donate hết 20 lần đó. Những cái top cống hiến liên minh nó cũng cho các bạn quà khá là ngon đấy. Nhiều tăng tốc 3 giờ, 8 giờ, 24 giờ, hoàn toàn free nha các bạn. Chỉ cần các bạn để ý cái khoảng thời gian donate một chút xíu thôi, cộng thêm một ít may mắn khi nó rít lên cao nữa, vậy là các bạn sẽ có hạn thôi. Ví dụ như buổi tối hôm đó là đang đúng ngày mà các bạn đang đua top cống hiến liên minh, thì trước khi đi ngủ các bạn nên cống hiến hết số lượt ở đây, rồi đi ngủ. Tới sáng mai khoảng 6 giờ 30, 6 giờ 45 gì đó các bạn thức dậy, các bạn cống hiến thêm một lần cuối nữa, kiểu gì các bạn cũng sẽ nằm top cống hiến thôi. Chỗ này cứ 30 phút là nó sẽ hồi cho các bạn một lần cống hiến, rồi các bạn cứ thế mà tính lên thôi. Cái tiếp theo nữa là trước khi đi ngủ các bạn nên check xem là cái phần thu thập tài nguyên lãnh thổ này các bạn đã nhận chưa nha. Rồi các bạn cũng sẵn tiện check luôn những cái gương này. Những cái gương hiếm là những cái gương mà do liên minh của các bạn đóng tiền cho Lilith. À, rất là hên là hôm nay kingdom của mình có một ông nạp tiền lấy gương vàng. May mắn là mình mở ra 2k VIP luôn. Mình thì đã lên VIP 15 rồi, cho nên đối với cái 2k VIP này mình cũng không có cảm giác vui vẻ lắm. Sau khi check xong gương liên minh rồi thì các bạn check xem là
cái gương độc quyền này với lại cái gương VIP mỗi ngày này các bạn đã nhận chưa nhé. Lúc mà mình mới chơi á, mình bỏ 5-6 ngày cái gương này luôn, mà lúc đó mình VIP còn thấp cho nên không có tiếc lắm. Còn bây giờ á, mỗi ngày là 30k, nếu như mà quên cái này á là coi như ị trong quần luôn đó các bạn. Cái tiếp theo nữa đó chính là hoàng hôn hẻm núi. Mình thấy có một số bạn hay dùng hết tất cả số lượt đánh này sau đó đi ngủ, nhưng mà mình thì làm ngược lại. Mình luôn luôn để dành khá là nhiều lượt, đợi tới 6:55 sáng, lúc đó mình mới đánh hết lượt. Vậy thì mình sẽ dễ dàng kiếm được rank cao hơn. Như hôm nay là tại vì mình đang test cái con Leonidas ở trong hoàng hôn hẻm núi cho nên mình đánh khá nhiều. Chứ bình thường là mình sẽ để dành khá là nhiều, để dành khoảng 3-4 lượt gì đó cho sáng hôm sau. Sáng hôm sau mình canh đúng 6:55, lúc đó mình bắt đầu đánh. Đánh xong 5 phút sau nó chốt hạng cái là mình được chốt cây găng cao hơn, nhận được nhiều quà ngon hơn. Cái tiếp theo trước khi đi ngủ cần phải lưu ý nữa đó chính là xây nhà nè, nghiên cứu và chen lính. Về phần chen lính á, thì các bạn coi coi là sắp tới có event nào hay không. Event đua tượng cam hay là event thiên đỉnh sức mạnh. Nếu như các bạn cần lấy 50 cam phi thì các bạn nên chuẩn bị trước. Các bạn có thể dùng thêm cái kho dự trữ cấp 4, cấp 5 gì đấy. Các bạn tính toán làm sao từ bây giờ cho đến lúc event diễn ra các bạn chen xong. Vậy là các bạn sẽ lợi tăng tốc hơn những người chơi khác rất là nhiều rồi. Như các bạn thấy ở đây nè, mình đã huấn luyện sẵn ở đây hình như là 52.000 T5 kỵ binh. Đó, mình đã huấn luyện sẵn, mình để về đó. Mình đợi cho đến khi cái event thiên đỉnh sức mạnh đó, nó chính thức bắt đầu thì lúc đó mình mới nhặt cái số lượng lính này lên. Đây, tương tự nghiên cứu cũng vậy nha. Ở đây mình cũng đang nghiên cứu sẵn rồi nè. Thời gian của nó còn 10 ngày thì mình sẽ đợi cái event thiên đỉnh sức mạnh đó nó diễn ra thì lúc đó mình mới nhặt cái cục nghiên cứu này lên. Đợt thiên đỉnh này á, thì mình sẽ không có đua nha. Mặc dù là mình cũng còn tăng tốc với lại tài nguyên nhưng mà mình không có muốn đua lắm. Với lại cái skin nhà của event thiên đỉnh lần này nó khá là hot, dự là sẽ có khá là nhiều người đua. Các bạn nhắm đua được thì các bạn hãy đua, nếu như các bạn đua không được á là coi như các bạn tán gia bại sản luôn đó. Khả năng của mình thì chắc chắn là có thể đua được rồi, nhưng mà nếu như mà mình đua rồi á thì cái bô của mình á nó sẽ tăng lên rất là cao, cho nên mình lựa chọn là không đua. Với lại mình còn gần 1.000.000 game ở đây nữa mà, nếu như mà mình đua thì chắc chắn là sẽ đua được thôi. Về cái khoản xây nhà á thì bây giờ tất cả công trình của mình đã lên level 25 rồi. Còn đối với những bạn nào chơi mới hơn á, level công trình chưa lên level 25 thì những cái xây nhà này các bạn cũng có thể canh được. Nhưng mà đối với xây nhà á, thì các bạn nên đợi đi. Đợi cho đến khi nào mà cái chữ thiên đỉnh sức mạnh á, nó xuất hiện ở trong đây rồi nè. Thì lúc đó các bạn sẽ biết được à còn khoảng bao nhiêu ngày tới cái event thiên đỉnh sức mạnh đó chính thức bắt đầu. Thì lúc đó các bạn hãy xây nhà. Vậy thì các bạn sẽ tính được chính xác hơn. Chứ các bạn xây nhà xong á, là nó sẽ tự động cộng sức mạnh cho các bạn luôn. Nó không có giống như là trên lính với lại nghiên cứu. Trên lính với lại nghiên cứu á, các bạn phải bấm nhặt nó lên thì nó mới tăng sức mạnh cho các bạn. Còn xây dựng á, thì các bạn xây xong là nó tự động tăng sức mạnh luôn rồi. Cho nên các bạn nên đợi khi nào mà vô trong cái lịch trình sự kiện này nè, các bạn thấy cái chữ thiên đỉnh sức mạnh nó xuất hiện ở trong đây. Và lúc đó các bạn coi à còn bao nhiêu ngày tới cái event thiên đỉnh sức mạnh đó. Rồi các bạn coi coi là cái công trình của các bạn nâng á, nó cần tiêu tốn bao nhiêu ngày. Rồi các bạn nhớ tính luôn cái 20 lượt hép liên minh vô trong đó luôn nha. Nhiều bạn hay quên tính cái đó lắm. Rồi tiếp theo nữa là các bạn coi coi là ngày mai có đăng ký Osiris hay không. Nếu như có thì các bạn out cái liên minh top đi, các bạn chuyển sang một cái liên minh yếu để các bạn tăng tỷ lệ win Osiris, kiếm 10 tượng cam, 2k5 game, xu bạc, cục kho dự trữ rồi các vật phẩm khác nữa nha. Thêm một cái cuối nữa là các bạn trước khi ngủ nên thu thập trong thành phố một lần trước. Chứ các bạn không thu thập là nửa đêm nó sẽ bị đầy, hoang phí tài nguyên. Rồi các bạn cũng có thể lượm thêm những cái cục đá này nè. Thường trước khi đi ngủ á, thì mình sẽ lượm những cái cục mà nó có tăng sản xuất tài nguyên trong thành phố hoặc là tăng cái khả năng mà hồi điểm hành động á. Rồi coi như là tối nay không có cái cục tăng hồi điểm hành động rồi. Nếu như không có cái cục đó thì mình sẽ lựa chọn một cái cục nào khác tăng sản xuất vàng hay là sản xuất thực phẩm, tùy thuộc vào mình thiếu cái gì. Ví dụ như có cục sản xuất vàng thì mình sẽ lượm cục sản xuất vàng, sau đó mình mới đi ngủ. Nếu như những cái cục đá này mà ở xa quá thì thôi bỏ đi nha. Ấy thì trước mắt mình chỉ nhớ được những cái vấn đề này thôi. Còn ông nào biết thêm được mẹo nào thì hãy comment bên dưới để cho mọi người cùng học hỏi nha. Hy vọng là clip này có thể giúp ích cho các bạn chơi game được hiệu quả hơn nhé. Một số ông hay hỏi mình là ôi sao mình có nhiều đồ chơi vậy, sao mình có nhiều tài nguyên vậy, sao mình có nhiều cái này cái kia. Thì từ những cái nhỏ nhặt như thế này mình cứ tích lũy dần dần ngày này qua ngày nọ thì ở trong một cái khoảng thời gian dài mình sẽ hơn được rất là nhiều người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.